cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Khi Tăng dắt Quyên về nhà chơi, thì Tăng có nói mẹ con sẽ cưới Quyên nha. Nói cái đó là quyền của con thôi, bây giờ mẹ chịu mà con không chịu cũng được, mà mẹ chịu mà con chịu thì mới được. Nó thì đó là tùy tụi con thôi, nếu mà con chịu hai đứa hợp ý nhau thì mẹ cưới. Thì con mình chịu là mình chịu đó. Dạ. Bây giờ nói chung là con đặt cha mẹ chứ cha mẹ không có đặt con. Nhưng mà ngày đầu tiên về thì cô có cảm thấy cảm mến cái nàng dâu này chưa? Không, mới đầu tiên Quyên về thì cũng dễ thương, cũng chào hỏi lễ phép, cô cũng thấy cũng thương. Cô nói thôi giờ tùy theo duyên nợ, hai đứa thương thì mẹ cưới. Còn không biết chị khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng cảm thấy như thế nào? Trước khi mà về gặp mẹ thì cũng nghe mọi người xung quanh, bạn bè cũng như là bạn của anh Tân á, nói là má Tư hiền lắm, má Tư dễ chịu lắm, sao cũng được, mà kiểu như rất là phúc hậu. Đến khi mà về gặp mẹ rồi, tiếp xúc với mẹ rồi mới thấy là thật sự như mọi người nói vậy đó, là mẹ ân cần, mẹ quan tâm. Chưa biết mình là như thế nào, chỉ biết là bạn gái của con trai mẹ thôi. Ăn uống, nấu ăn nấu uống hay là như thế nào, mẹ đều có gọi điện thoại, hoặc là mẹ nói là Tân ơi kêu Uyên qua nhà ăn cơm hay gì đó. Là nói chung mẹ quan tâm rất là nhiều. Chị ơi em xin lỗi chút xíu nha, nãy giờ em nhìn chị quen lắm, mà em nghe nói anh Tân, anh Tân. À, chị là vợ của Tân Trà. Anh Tân Eagle. Á à, trời ơi. Diễn viên hả? Dạ. À. Hèn chi. Hôm đám cưới chị là ảnh có mời em, mà tại vì em kẹt lịch quay em đến không được. Chứ chưa có nếu... lãnh lương em chưa đi. Hèn chi chị này bước ra là mình cảm thấy ngờ ngợ rồi. Tân thì hôm trước có làm chương trình với anh là giải mã kỳ tài. Đúng rồi. Rồi chúc mừng hai đứa luôn. Dạ cảm ơn. Quyền, ha. Nhưng mà khi về làm dâu thì nó có dễ dàng không cô? Nói chung là có hai cô dâu rồi. Dạ. Cô nào cũng sung sướng hết, cô nào cũng mẹ nấu cơm ăn hết. Trời ơi. Đó. Như hồi cưới dâu lớn cũng vậy, về nhà cũng chưa biết nấu cơm. Tại vì ở chung với ông già thì đi làm gì ông già nấu cơm ăn. Tới chừng cô cưới dâu lớn về thì cô cũng tự nấu cơm ăn. Thì cũng đi làm, mà mình cũng ở nhà thì tự nấu cơm ăn hết. Dạ. Tới dâu nhỏ này cũng vậy. Thì bây giờ như là có chị hai rồi, chị hai tự nấu cơm cho cả gia đình ăn. Mà thường thường thì ngay hai vợ chồng thì cũng ít ăn cơm nhà lắm. Dạ. Tự vì nó đi làm, rồi đứa đi quay, rồi chiều tối mới về. Thành ra ít ăn cơm nhà. Coi như là sáng nào cũng gọi điện thoại kêu hai cô dâu. Kêu dâu lớn, giờ tới kêu dâu nhỏ. Ngày nào cũng như ngày nấy. Nghĩa là em ở trên em cũng đã dạy rồi, cũng đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà đó là thói quen của mẹ luôn. Là mẹ gọi cho chị dâu, sau đó là chị dâu dạy rồi đi chợ để mà mua đồ bán. Còn em thì gọi dạy đi làm. Có bữa là em đã đi xuống dắt xe rồi, đi làm rồi mẹ gọi, ủa con đã dạy đi làm chưa? Đúng cái giờ đó là mẹ cứ gọi. Giờ thành thói quen của mẹ. Thói quen luôn. Dạ đúng rồi. Không có mẹ gọi là khỏi dậy luôn. Thời xưa là khi mà làm dâu làm về nhà là chồng á, sáng phải thức rất là sớm, phải làm đủ mọi thứ, xong đó mẹ chồng mới dậy coi có làm được hay không. Mà thời buổi nay nó cũng thay đổi ha, mẹ chồng dậy sớm gọi con dâu ha. Chính bản thân cô nè, đó cô làm dâu đó, 7 đứa em chồng, 4 giờ rưỡi sáng là cô phải dậy nấu nước hoa trà, thấy chưa, quét sân, quét nhà, lau bàn, lau ghế, phải nấu cơm là phải dọn 2 mâm cơm. Trời ơi, xưa vất vả hơn nhiều quá. Nhưng mà em biết là cái thời gian của chị với anh Tân quen nhau cũng khá là lâu đúng không? Đúng rồi. Rồi đến ngày mà mình về mình làm dâu của mẹ thì nó có khác gì không? Thật sự là trước khi cưới là chị có về nhà của anh Tân, có nghĩa là sinh hoạt với gia đình để biết thử là ở bên nhà chồng mình cuộc sống như thế nào, coi thử cái môi trường ra sao, mình có thể thích nghi được không, mình có gần gũi mẹ được không. Nói chung là về không có gì bất ngờ, cũng không có gì khác so với cái trước đó hết. Rồi mình cảm giác là mình hợp với mẹ chồng cái gì? Hợp là khi mẹ nấu ăn ngon, mẹ cũng biết em nấu ăn được, nên trong cái việc mà nấu ăn với nhau á là hai mẹ con hiểu. Mẹ chỉ cho em học rồi em làm theo những gì mẹ nói. Thôi cô này là bài tứ tung. Có lúc cưới về sao mập lên 5 kg. Wow. Bắt đầu nấu tự ăn kiêng một mình. Tự nấu kiêng á, ăn một mình á, từ 6 giờ mấy 7 giờ về mà tới 9 giờ chưa xong. Trời ơi. Nó hỏi con nấu gì đâu vậy? Thì con nấu tự một mình con ăn kiêng. Nó cho con ăn kiêng mà tới giờ này 9 giờ con chưa ăn nữa mà con nấu lâu ơi là mà lâu. Nấu món gì mà lâu vậy cô? Không biết, tự nấu ăn một mình. Có nghĩa là chị để
các đồ ăn phân ra, bỏ chén, bỏ dĩa, bỏ mọi thứ mình làm sẵn ra. Thì chị sắc ra nhỏ để chị bỏ từng thứ đó, cứ nội đứng sắc thôi là cũng lâu rồi. Trời ơi. Khổ vậy, bày chứ khổ, tao gom chung tao xay. Tao để nguyên củ cho tao nấu, tao ăn tao cắn một cái thôi đúng không? Cần tao bỏ vô máy xay tao lấy nước uống cho nó dễ. Tóm lại là cô dâu cũng hơi vụng về trong cái việc nấu nướng hả? Dạ, nhưng mà chị nấu thì cô có ăn được không cô? Ăn được. Dạ. Mẹ con khẩu vị ăn giống nhau. Sao em mẹ không cùng ăn kiêng với nhau luôn đi. Đợi em nấu xong chắc. Đúng rồi, mẹ vậy đói. Thì em phải là theo mẹ chồng. Giống như cô dâu này ha, 8 giờ rưỡi là phải ra khỏi nhà đi làm. Có khi 9 giờ, 10 giờ chưa về. Làm sao mình ăn chung với con dâu được. Đó, khó hả? Bây giờ cô hơi buồn, cô nghĩ rằng trời ơi, lấy dâu, có dâu về cũng như không không? Mình còn chăm sóc lại cho dâu nữa không? Không, tại vì cô không có con gái. Cô có hai cậu trai không? Thành ra con dâu cũng như con gái. Lúc nào cũng thương con. Có điều gì mà cả năm nay có một cái chuyện gì mà hai mẹ con không có thể tâm sự với nhau được không? Có nói buồn chung là có buồn nguyên là lúc hồi đang đi làm mà bệnh mà không có gọi điện thoại về nhà, kêu bạn chở đi bệnh viện luôn. Rồi bạn cũng không có gọi điện về nhà cho cô hay. Rồi bạn là nhắn tin về cho bà già Nguyên ở ngoài Nha Trang. Chị xui ngoài mới gọi điện thoại về đây hỏi chị là Nguyên nằm bệnh viện chị hay không. Nói không, tại hồi sáng này nó đi làm bình thường mà. Bắt đầu mới gọi điện thoại cho Tăng, gọi tùm lum hết. Ủa mà sao mình phải giấu mẹ vậy chị? Tại vì nghĩ là có nhỏ em gần công ty luôn, gọi để đưa đi chứ mình không có vấn đề gì đâu. Mà lúc đó khi vô bệnh viện rồi mới biết là mình bị sốt siêu vi. Lúc đó mới biết, anh Tân ảnh đi quay. Anh cũng không có biết được là sáng anh đi sớm rồi. Vì khi mình đi làm mình vẫn mệt trong người, nhưng mà chắc không sao. Khi chiều là gục luôn. Thôi để kêu em dẫn đi. Tại chị rất là sợ mẹ lo. Mà không nghĩ là em của mình lại gọi cho mẹ của chị ở ngoài Nha Trang. Tại vì đâu có số điện thoại của mẹ chồng đâu. Khi đâm ra hiểu lầm á. Dạ. Tức là tại sao mà mẹ con người nằm viện mà mẹ chồng không biết. Không lo. Nhưng mà không sao, mình cũng giải tỏa được cái điều đó đúng không? Nói chung là cuộc sống của em với mẹ chồng em thật sự là nó bình yên lắm. Mẹ thương em hơn cả thương anh Tân nữa. Em với anh Tân có gây nhau hay gì là mẹ bảo vệ em. Nhưng mà hai đứa nó gây lộn thì có gây trước mặt cô không? Hai đứa thì ở trên lầu. Gây lộn cái lục đùng 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 đùng, anh Tăng ở trên chạy xuống. Ủa hỏi gì con? Con với Nguyên gây lộn. Ủa tôi thấy hai đứa bay mới đi ăn về tự nhiên gây lộn. Cái nói thôi đi lên ngủ đi. Thôi mẹ đưa con lên lầu đi. Tôi nói trời ơi, hai đứa bay gây lộn mà kêu mẹ đưa lên lầu. Ủa tại sao vậy chị? Nghĩ là giận rồi. Sợ quýnh nó. Ảnh giống như bây giờ bị lên, giống như làm què lại á. Ảnh không chịu lên. Ảnh mới kêu giống như kêu ai đó kêu ảnh lên đi, ảnh mới lên chứ không tự lên. Có kỳ hai anh chị sửa soạn đi ăn tiệc ở đâu. Trời ơi, mặc đồ quá xá đẹp, người nào cũng khen đẹp. Đi lát khuya gì vậy, rầm ầm 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 luôn. Cái giỡn đó cô, diễn viên hài mà hay giỡn vậy đó mà. Không, cái cự lộn. Cự lộn thiệt. Cự lộn thiệt luôn, coi như ăn tiệc suốt luôn. Cái bữa đó 11 giờ mấy cô đang ngủ. Nó kêu mẹ dậy, hai đứa quỳ xuống xin lỗi mẹ. Trời. Từ bữa hổm con với anh Tân làm cho mẹ với anh hai buồn. Con với anh xin lỗi mẹ, từ đêm tới con không dám nữa. Vậy cũng có biết lỗi của mình vậy là được rồi. Tại tụi nó còn trẻ mà cô ha. Đa số là khi một cô gái nào lấy chồng là nghệ sĩ đó thì thường hay rất là ghen. Mà đôi khi ghen không có dám nói với chồng, nó cứ mét mẹ hoài. Cô này cũng ghen dữ lắm. Cũng ghen luôn á hả? Ghen lắm. Ghen sao cô? Cái gì cũng mép mẹ. Đó, thấy chưa? Mẹ, anh Tăng đi với người này, người kia nói. Thì bây giờ cái nghề của nó vậy là con phải chịu thôi. Có biết người nào bồ, mịch hay là gì, hay là bạn bè. Chứ cái đó thì trong giới nghệ sĩ, nó diễn viên là nó như vậy. Hồi đó con cũng làm trong nghề này con biết rồi. Nếu thương nhau, chấp nhận thương nhau thì phải chịu thôi. Chứ giờ cô cũng đâu có biết phân chia làm sao rồi, hay là cư xử làm sao mà. Dạ. Nhưng mà thấy anh Tân này cũng đi chơi dữ lắm, nhưng mà chắc không bỏ cô này được đâu. Sao vậy cô? Anh nói thương cô này lắm, ở đâu cũng hung tùm lum tùm la đó. Ở ngoài đường đứng cũng hung nữa. Thương mà sao cãi nhau hoài ta? Cãi, chuyện cãi là phải cãi chứ. Hung hoài, đúng có rồi. Mình đó nó cũng hung nữa. Trời ơi, không có để mặt mẹ gì chứ. Vậy đâu có gì đâu ghen. Thương vậy mà. Nhiều lúc em bị bực bội á anh. Em bực bội thì em không có nói được anh Tân. Em nói mẹ ơi con bực quá à. Anh Tân cái này nó... Cái mẹ nói thì đó, thì tánh nó vậy đó, với lại công việc của nó là vậy rồi.
Thì thương lúc hung, phải lúc hung em có mát mẹ không? Lúc nào bực mình là mát mẹ, còn lúc mà sướng hung thì không ai nói mẹ. Một năm thì nó cũng chưa có những cái gì chưa có sao nó lớn lắm. Để xem Tân em nói gì với gia đình đây. Ngày xưa là thấy có cái vụ gọi là mẹ chồng nàng dâu, là mẹ chồng cũng nào là ăn hiếp con dâu, đì con dâu, và kia con dâu làm nàng dâu, kia con dâu làm nọ. Còn đối với gia đình Tân thì khác, khác xa hoàn toàn. Không biết bây giờ Tân là con ruột hay là con nuôi hay là con ghẻ gì đó. Từ lúc cưới giờ thương dâu nhiều hơn. Hai người lại thương nhau, quan tâm cho nhau, rồi bỏ thương ăn chó. Nhưng không sao, tôi cũng vui. Vui chứ, tại thì hai con vui vẻ nhau là mình cũng vui. Còn cái vấn đề mà thí dụ như mà một ngày nào đó mình lỡ mà có chuyện gì đó mà gọi là làm cho mẹ buồn, hay là mẹ làm cho con dâu buồn, hay con dâu làm cho mẹ buồn, cái đó là lỗi dai, đó là lỗi Tân. Tại vì Tân không thể nào mà giải quyết được cái chuyện đó là lỗi Tân, chứ không lỗi mẹ hay lỗi vợ hết trơn. Tân là người chịu hết trách nhiệm tất cả mọi chuyện nó xảy ra. Chốt lại con nói cuối cùng thì cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con lớn khôn, lấy quyền về cho con. Anh cảm ơn mẹ rất nhiều, và anh cảm ơn vợ đã hy sinh cho anh, đã luôn đứng sau lưng anh, động viên anh tất cả những gì mà anh có thể là hầu như là bế tắc không biết giải quyết như thế nào, thì đều có vợ sau lưng. Mẹ với vợ là hai người phụ nữ mà trong tim Tân không bao giờ mà thiếu được. Thương mẹ, thương vợ. Mẹ là bên con dâu nhiều hơn. Dạ. Thấy hạnh phúc ha. Hôm dạ. nay cô muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong một năm vừa qua không? Trước sao không sao, vậy đi, bây giờ mẹ con tốt với nhau là được rồi. Nhưng chị em bạn dâu trong nhà im ấm trong gia đình, hạnh phúc hết là cô rất là mừng. Dạ. Chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Chị mong mẹ có nhiều sức khỏe, mẹ lúc nào cũng vui vẻ bên gia đình, với vợ chồng tụi con là được. Rồi. Chị thấy là tốt rồi. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ha. Dạ. Xin gửi tặng gia đình một cái kỷ niệm của chương trình. Chúc cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cả nhà. Đây là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino, và đây là cái máy sấy của thương hiệu Yakio. Xin dành tặng cho gia đình mình ạ. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Còn bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Mong cả nhà mình luôn thật nhiều sức khỏe và luôn nhiều niềm vui cô nhé. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô và chị.